Cụ thể, nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng cao nhất với 2,86% do trong tháng có 17 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế cho đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế, theo thông tư của Bộ Y tế. Tiếp theo là nhóm giao thông, do ảnh hưởng từ hai đợt điều chỉnh tăng giá xăng dầu vào thời điểm ngày 4 tháng 8 và thời điểm ngày 19 tháng 8 năm 2017, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng do giá thịt lợn và da xanh tăng mạnh. Nhóm giáo dục tăng do trong tháng có 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện lộ trình tăng học phí theo Nghị định số 86 năm 2015 ngày 2 tháng 10 của Chính phủ. Riêng nhóm bưu chính viễn thông là nhóm hàng giảm duy nhất. Như vậy, tính lũy kế từ đầu năm đến tháng 8, chỉ số giá tiêu dùng tháng đã tăng 1,23%. Tổng cục Thống kê cũng tính toán lạm phát cơ bản trong tháng 8 năm 2017 tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 1,31% so với cùng kỳ năm trước.